Xin chào các mẹ, mình là Thu, mình là một mẹ bỉm. Mình đã hỗ trợ và hướng dẫn cho hàng nghìn mẹ bỉm nuôi con khỏe mạnh và an nhàn. Ngoài việc hỗ trợ ra thì mình cũng là một đầu bếp siêu xịn sò cho con nhé các mẹ ạ. Và những món mình nấu ra thì các bạn nhà mình rất là yêu thích. Ngoài ra thì mình cũng thường xuyên là thay đổi món ăn cho các bạn ấy. Chính vì thế mà thực đơn của các bạn nhà mình không hề nhàm chán đâu. Và các bạn ấy có biếng ăn hay là các bạn ấy có khó ăn thì các bạn ấy cũng sẽ rất là dễ dàng thích nghi với món ăn mới. Tại vì là món ăn mình thay đổi thường xuyên, không ăn đến nỗi mà phải ngán một món nào cả. Và hôm nay mình sẽ cùng vào bếp với các mẹ làm món cá hồi sốt dứa nha các mẹ nhé. Thực sự là món này ăn rất là tốn cơm đấy các mẹ ạ. Và các mẹ có thể thử cho các bạn trên 1 tuổi nhé. Nguyên liệu cơ bản ấy sẽ có cá hồi này, dứa này, tỏi và một ít nước ép dứa mọi người ạ. Và một chút hạt nêm nhé. Thank you.